Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Sau đây Minh Từ và Phật tử Nhật Liễu sẽ trình bày sơ lược về Pháp hội Vu Lan được tổ chức tại Đạo Tràng Bồ Đề Phật Quốc kể từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 9 năm 2021. Kính thưa quý vị, Pháp hội Vu Lan 2021 đã được diễn ra thật trang trọng tại Bồ Đề Phật Quốc trong suốt 4 ngày. Trong tinh thần hiếu kính cha mẹ và truyền thống biết ơn tổ tiên nhiều đời của người con Phật, đông đảo Phật tử và đồng hương đã cùng nhau tề tụ về ngôi nhà chung. Các Phật tử đã chung tay sắm sửa hương đèn và hoa trái để dâng cúng lên cho một pháp hội được trọn vẹn về nghi thức và tràn đầy ý nghĩa của những người học đạo hiểu đạo. Đồng thời, đây cũng là sự bày tỏ lòng hiếu đễ của những người con đối với Cửu Huyền Thất Tổ trong mùa Vu Lan báo hiếu năm nay. Trong ngày đầu của Pháp hội, đã có rất đông nam nữ Phật tử đồng vân tập nơi chánh điện để được chư vị Tăng Ni hướng dẫn chính thức khai diễn buổi lễ vào lúc 10 giờ sáng. Sau khi đại chúng trì chú và tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện, chư Tăng đã thực hiện khóa lễ cầu an và cầu siêu. Với tất cả lòng chí thành và cung kính, toàn thể đại chúng đã cùng nhau dâng lời cầu nguyện lên chư Phật và chư Bồ Tát, cầu mong cho hiện tiền phụ mẫu hoặc quá vãng đều biết phát khởi tín tâm, biết phát nguyện thực hành các pháp thiện lành, nhờ đó mà luôn được chở che và cứu độ. Tiếp đó, Thượng tọa Thích Huyền Châu thuyết giảng bài pháp về phước điền của ngạ quỷ. Nhân sự việc một tử tù phát tâm cúng dường bậc tu hành phạm hạnh, Đức Phật đã dạy cho các tỳ kheo và đại chúng hiểu về chín công đức được thành tựu khi phát tâm bố thí cúng dường. Nếu chúng ta cúng dường với đầy đủ tín tâm, nguyện ước, giới luật, đầy đủ sắc, hương, vị, rồi dùng tâm chí thành hồi hướng, phước báo sẽ vô cùng tận, không thể nghĩ bàn. Hoàn toàn khác với kiểu làm mà không hiểu biết, làm theo quán tính trong trạng thái vô cảm thì phước báo không có được là bao. Ngày thứ hai của Pháp hội Vu Lan đã diễn ra trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, dưới sự hướng dẫn của chư vị Tăng Ni, toàn thể thiện nam tín nữ cùng nhiếp tâm, trì chú và tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện. Sau đó là thời khóa cầu an cho hiện tiền thân quyến và cầu siêu cho hương linh Cửu Huyền Thất Tổ. Tiếp theo sau, tất cả đại chúng cùng lắng lòng đón nhận pháp ngữ với bài giảng về ngạ quỷ mặt heo và ngạ quỷ miệng thối. Cả hai đề tài cùng nói lên một mục đích xấu ác phát khởi từ tâm ý chúng sinh mà ra. Giảng sư khuyên nhủ, phải nên phòng hộ thân khẩu ý thật kiên cố, luôn luôn điều phục thân tâm, bảo vệ ý thức hành vi trọn vẹn mới tránh được quả báo từ khẩu nghiệp. Lời nói xấu ác và lời nói ly gián là hai việc cần sớm từ bỏ để sống đời sống an vui trong sự hòa kính. Sáng ngày thứ ba, Đạo Tràng Bồ Đề Phật Quốc cùng đông đảo Phật tử gần xa đã thành kính nghênh đón các chư Tăng Ni từ sớm để bắt đầu Pháp hội với trang nghiêm trì chú, tụng kinh và thực hiện các khóa lễ kỳ an kỳ siêu. Nghi lễ siêu tiến hương linh cho chư vị Cửu Huyền Thất Tổ cũng đã diễn ra thật đơn giản nhưng đậm nét hiếu kính của người con học Phật. Lễ đàn chư hương linh tiên tổ đã được trang trí hương hoa phẩm vật thật trân trọng như để bày tỏ tấm lòng, chí thành của con cháu luôn một lòng nghĩ tưởng về đấng sinh thành. Tất cả đại chúng cùng nhau hướng về giây phút này để nương nhờ hiệp lực chú nguyện của Tăng Ni. Mong sao chuyển hóa nghiệp lực người mất trong quá khứ. Phước báu của đại chúng dự lễ là được nghe bài giảng với đề tài bột bánh hình nhân đã chết rồi. Nội dung hàm chứa lời chỉ dạy, vì bất cứ nhân duyên nào mà sanh tâm xả bỏ sang tham, biết bố thí cúng dường cũng đều lợi ích cho Cửu Huyền Thất Tổ hoặc công đức cho chính bản thân. Nên thực hiện điều lành trong sáng mà hồi hướng
thì có ý nghĩa hơn than vang khóc lóc. Buổi chiều cùng ngày là lễ chẩn thí cô hồn để những hương linh bơ vơ nương nhờ công đức tu tập của đại chúng mà có cơ hội được xá tội thoát sanh. Bước sang ngày thứ tư cũng là ngày cuối của Pháp hội Vu Lan. Đúng 10 giờ sáng, Chư Tăng Ni đã hướng dẫn mọi người trì chú, tụng kinh báo ân, lễ kỳ an và dâng lời kỳ siêu. Sau đó là bài thuyết giảng Hồn Ma Bên Cửa Sổ do Thượng Tọa Thích Huyền Châu diễn giảng. Bài giảng này được trích ra từ Tiểu Bộ Kinh Phẩm Con Rắn, đại ý chỉ dạy cúng dường cho bậc đạo sư thanh tịnh là pháp tối thượng hơn cả. Việc cúng dường các thành tựu công đức như ý cũng phải do tâm chân thành phát khởi, chớ nên hiểu biết cạn cợt, làm theo quán tính thiếu suy nghĩ của kẻ si mê cuồng tín. Nhờ học hỏi đúng theo lời Phật mới biết đem công đức này hướng tới cho khắp cả pháp giới chúng sinh. Trong đó rất nhiều quyến thuộc mang thân ngạ quỷ hằng trong mong sự chiếu cố này, dụng tâm cúng dường đúng lời, đúng thời đúng lúc cũng là điều vô cùng cần thiết. Vật phẩm thanh tịnh thượng vị không phải có được từ sự chiếm đoạt giết hại. Thượng tọa dạy rằng cúng dường mà không biết phân biệt cũng giống như cầm trong tay nắm hạt giống mà không biết gieo vào mảnh ruộng có điều kiện tốt để hạt giống nảy mầm. Chỉ khi gieo trồng đúng môi trường, hạt giống mới mọc tốt tươi. Thánh tăng và những bậc tu phạm hạnh đủ giới đức chính là ruộng phước màu mỡ cho chúng sanh. Thượng tọa nhắn nhủ Phật tử chúng ta phải tinh tấn học pháp để là những người có trí tuệ, làm những nhà thông thái, thấy rõ nhân quả luân hồi để biết rằng gieo nhân tốt không bao giờ biến mất. Qua đây mọi người được hiểu rõ hơn về bài học nhân quả, thấm thía sâu sắc việc cúng dường bố thí thanh tịnh đúng nơi đúng lúc, cũng như tác ý thiện lành thì quả tốt có được ngay hiện đời mà công đức ấy còn hướng đến cho mai sau. Kính thưa quý vị, việc làm chân chính nào cũng đều phải bắt đầu từ sự học hỏi đúng đắn mới có kết quả như ý. Trong tay có nắm giữ thật nhiều hạt giống tốt tươi, nhưng không khéo vung trồng chăm bón thì cũng chẳng có ích lợi gì. Nhân bất học bất tri lý, ngọc bất trác bất thành khí. Viên ngọc chúng ta có trong tay, không biết mài dũa cho đúng cách, chẳng phải thật uổng phí lắm sao? Là Phật tử, phải nên chăm chỉ học Pháp Phật thường xuyên và ngày càng tinh tấn thì mới mong ngọc quý sớm thành. Thấy sai nghĩ sai sẽ làm sai, thì ngay đến việc phước thiện cũng không thành, huống chi gặt hái thành quả trong tu tập. Tác ý sai lầm làm sẽ giảm thiểu công đức. Biết từ bỏ sang tham mà cúng dường trong mọi hoàn cảnh đều là công đức khó nghĩ bàn. Học hỏi chánh pháp để hồi hướng mới thành tựu công đức. Đại lễ Vu Lan nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ được tổ chức trong tinh thần trưởng dưỡng thiện căn nơi người con trí tuệ Phật, hiểu việc mình làm và làm việc mình hiểu để có thể biểu hiện được lòng thương yêu tôn kính chân thật nhất mà đền đáp ân sâu nghĩa nặng. Người Phật tử hãy phát tâm tìm học Phật Pháp, khuyên nhủ nhau cùng học Pháp. Có hiểu và làm đúng theo giáo Pháp mới giúp được mình và người. Biết thương yêu cha mẹ hiện đời thì hướng dẫn họ học Pháp để hiểu rõ nhân quả mà hành Pháp thiện lành, chuyển đổi nghiệp lực. Các bài học của quy luật nhân quả tuy đơn giản mà không được hướng dẫn tường tận thì về sau có hối cũng đã muộn. Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc luôn sẵn sàng tạo nhân duyên phước báo cho mọi người gần xa, cùng nhau thọ nhận những lời Phật dạy quý hơn vàng ngọc. Vì lý tưởng cao thượng mong muốn trùng tuyên giáo nghĩa tối thượng của Như Lai đến với chúng sinh, mà chư vị tăng ni không tự nang công sức, sẵn sàng vượt qua biết bao chướng ngại, chỉ mong cho con Phật cùng tinh tấn học Phật, cùng nhau tiến bước trên con đường giác ngộ giải thoát. Ước mong mọi người con Phật biết thu nhận ánh sáng trí tuệ Phật trong mùa báo hiếu mới là đạt được ý nguyện toàn vẹn. Giáo pháp Phật thật thâm sâu vi diệu, làm nơi nương tựa vững chắc, là chiếc thuyền đưa người vượt biển khổ sông mê. Trân trọng kính mời quý vị Phật tử, quý đồng hương gần xa, hãy cùng ghi danh học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc.
Tại đây luôn có chương trình giảng dạy Phật Pháp từ sơ cấp đến cao đẳng, nội dung rất phù hợp cho mọi lứa tuổi. Ngoài ra cũng còn có chương trình học online giúp cho những ai không có đủ điều kiện đến lớp. Mọi thắc mắc về chương trình dạy và học của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc, xin quý vị liên lạc trực tiếp với Thầy Giám Viện Thích Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tòa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Ngoài ra, quý vị có thể xem các chương trình Hoằng Pháp tại Bồ Đề Phật Quốc TV 57.15 hoặc vào trang nhà bodephatquoc.org. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.